sau khi lắp quạt xong thì chúng ta kết nối tấm pin với quạt này, tấm pin này để nắng nắng tốt nhất nha. Đấy, xong ta kéo vào cái này, có cái cổng cắm ngay đằng sau chiếc quạt này. Đấy. Đấy, cố định xong ta tiến hành cho nó nạp một lúc, xong ta bật. Đấy, bật này nó có 3 số là 1, 2, 3. Quạt thì nó cao là 70 đến 1m25, 26. Đấy, tung lăng quay này, các bạn thấy chưa? Có thể chúng ta nâng lên hạ xuống. Góc quay là 180 độ. Đấy, nâng lên này. Rất là tiện dụng, xách đi bạn. Tấm pin thì nó có dây dài 5m rồi.